Đây, đây là đơn hàng đi Bắc Cạn, Phạm Sơn, Bắc Cạn, quạt 12V. Đây, tôi đang quạt 12V nha. Mới nguyên nha. Đây. Đầu cắm còn tốt nguyên nha. Rồi thử luôn nha, thử thôi. Rồi cắm vô tổ nè. Đây, quạt mát nè ha. Đó, ok. Rồi. Chế độ 1, chế độ 2. Đó, chế độ mạnh nè. Đó, mát ơi. Đã, rồi. Rồi, tốt nha. Rồi, xuống cái tổ lại. Nó hỗ trợ cái tổ xuống giảm sốc.
là 16 cái không ạ? À? Một đơn luôn. Đơn. 16 hộp không? Thùng nào? Một đơn anh lấy ra một thùng là 16 phải không?